Lêu lêu đói khơm. Ừ thì Sài Gòn đâu có lạnh, thế nhưng mà Hà Nội lạnh vãi lên. Ra nên Noel ra đường, trai với gái mới quấn lấy nhau. Trời lạnh thế này thì phải ăn cháo sườn sụn huyền ai. Cái quán cháo này thì chắc là các bạn cũng chả xa lạ gì nữa rồi đúng không? Ngay đối diện chợ Đồng Xuân luôn. Ui giời ơi, mịn màng như làn da em bé. Ăn cháo là phải có quẩy, không ăn quẩy đời không nể mà. Tôi thì bị cái là không ăn được cay. Thế nhưng riêng để mà nói về hạt tiêu ấy mà. Anh ơi cho em xin lò hạt tiêu nữa mày. Để tôi trộn lên cho các ông xem cái độ đặc quánh và mịn màng của cháo nó như thế nào nhá. Ui trời ơi, nhìn mà đã có mắt thế. Trời ơi, khói nó tỏa ra này. Múc một miếng vào mồm mà cảm giác nó ấm từ cổ ấm xuống. Làm thử miếng sườn sụn xem nào. Wow, sườn sụn các bạn ạ. Wow, mùa đông Hà Nội lạnh, xuân cả vòi vào mà ăn bát cháo cảm giác con mồm thế nhở. Ăn xong mà ấm hết cả người. Thế nhá, thân ái và cháo quyết thắng.